Quý vị vừa theo dõi xong bản tin thế giới trên kênh 7 của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Và các bạn đến với chương trình Hát với Ngôi Sao. Hy vọng rằng đến với chương trình Hát với Ngôi Sao, các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật vui vẻ và thoải mái. Quý Vũ Hiển Trang xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Quý Vũ hy vọng rằng là tất cả quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ và chờ đón xem chương trình Hát với Ngôi Sao của chúng ta ngày hôm nay để xem hai đội sẽ thi như thế nào. Anh Vũ ơi, không biết rằng hôm nay khách mời của chúng ta là ai vậy? Anh có thể là giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả biết được không? Điều đó là đương nhiên thôi, bởi vì đó là nhiệm vụ của chúng ta mà. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ xin giới thiệu đến tất cả quý vị các bạn, đó là ca sĩ Lê Uyên Nhi. Ca sĩ Lê Dũng. Và ca sĩ Lưu Anh Tuấn. Lê Uyên Nhi ơi, có vẻ như là Nguyễn Vũ đã đôi lần bắt gặp bạn đi trên đường và vào một quán cà phê. Thế thì bạn rất là thích uống cà phê lắm đúng không nào? Nhất là đối với bạn bè của mình nữa. Nhi cũng gặp Vũ mấy lần á. Chúng ta đều gặp nhau ở trong quán cà phê đúng không? Chắc là vậy. Tóm lại thì nhiều khi mình đi hát về hay là mình đi tập về mệt thì ra cà phê ngồi uống thư giãn cũng hay đúng không? Cho nên là tụi mình cũng hay ra gặp nhau là vậy đó. Thế thì mỗi lần ngồi trầm ngâm và nhâm nhi ly cà phê như vậy thì bạn có nghĩ ra rằng là mình sẽ công việc nó sẽ như sắp tới nó như thế nào, hoặc là mình bàn với bạn bè những công việc của mình hay không? Có chứ, những lúc như vậy thì mình rất là thoải mái, mình không có bị áp lực công việc. Và những lúc như vậy mình nhìn đường xá, người đi qua đi lại, mình có thể nghĩ ra nhiều cái rất là hay. Và công việc của mình lúc đó mình cũng có thể nghĩ ra được nữa. Thế thì còn Lưu Anh Tuấn với công việc vai trò là một người chủ cửa hàng quần áo, thì có lẽ là bạn đi sang các nước để mà mua quần áo về để mà bán rất là nhiều đúng không nào? Bạn thường đến Trung Quốc nhiều nhất đúng không? Thế thì Nguyên Vũ có dịp nghe một việc là bạn đã mất hết toàn bộ giấy tờ bên Trung Quốc, thì bạn nghĩ sao? Lúc đó là coi như là hốt hoảng luôn á, bởi vì là mình mất cái passport đó, là mình không có về được Việt Nam. Và khi mà mất đó thì Lưu bị người ta giữ lại. Và mấy người mà bạn Việt Nam đi về hết. Trời ơi, bạn tốt ghê luôn á nha. Chuẩn bị là người Trung Quốc phải không? Sắp sửa làm người Trung Quốc thì tại sao mà tìm được passport và đi về? Thì rất là may là có một cái chị Trung Quốc rất là tốt bụng. Chị biết tí xíu về tiếng Việt. Và chị chở Lưu 200 cây số từ cái chỗ đó, từ cái chỗ mà mất á, chở lên 200 cây số để tìm lãnh sứ quán Việt Nam. Và tới đây thì lãnh sứ quán Việt Nam kêu là phải đợi thêm mấy ngày nữa. Đó là nếu mà theo đúng trình tự á, là mình phải 5 ngày nữa mình mới được về. Nhưng mà bên phía Trung Quốc là giúp đỡ hết sức cho Lưu, thay vì là ký tên xong người ta phải đóng cái mộc nữa thì cái đó mới được, mình mới đem đi về được. Còn này ký tên không thôi, rồi ghi thêm mấy chữ nữa cho Lưu đi về luôn. Và chúc bạn thành công với vai trò ông chủ shop thời trang của mình. Thế còn bây giờ Lê Dũng, chúng ta thường hay có thói quen là lâu lâu mình rảnh mình chạy dạo phố. Thế còn bạn thư giãn thì bạn làm gì nè? Những lúc mà rảnh á thì Lê Dũng thường là thích nhất là chơi thể thao. Dũng rất là thích là chơi thể thao, ví dụ là bơi, đá banh, đó là những môn Dũng rất là thích. Bên cạnh đó Dũng thích chơi game cũng như là Có thể ngồi hàng giờ với game đúng không nào? Mà có chơi võ lâm truyền kỳ không vậy? Vâng, Dũng chưa bao giờ chơi game online như là võ lâm truyền kỳ hay Starcraft này, không có chơi. Dũng chỉ thích chơi game PlayStation nhỏ, đua xe, bắn súng hoặc là những cái môn mà nó action tí xíu. Ok. Ông Nguyễn Vũ thấy rằng là vừa qua có một cái poster giới thiệu về bạn một cái album rất là khá ấn tượng. Nhưng bằng để một cái đôi vai trần ra, bạn muốn giới thiệu gì về đôi vai trần của mình nào? Có lẽ một đôi vai cơ bắp, một đôi vai rất là đẹp đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng chào đón với ca sĩ Lê Dũng, Lê Uyên Nhi và bạn Lưu Anh Tuấn. Và bây giờ
Bây giờ chúng ta cùng làm quen với hai đội chơi, đó là đội CKT và đội Cơn Lốc. Xin chào các bạn, giới thiệu về mình nào. Hân, hân, hân để chào một ngày mới. Hân, hân, hân để chào tương lai mới. Cân tiếng hát muôn trùng, sớt chia những khổ đau. Cân tiếng hát vô cùng, bước đi với khát khao. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Hát với ngôi sao của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi là CKT. Sở dĩ chúng tôi có tên như vậy bởi vì chúng tôi là những thành viên đến từ đội văn nghệ xung kích CKT của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và đây là phần giới thiệu của từng thành viên. Xin chào, mình tên là Hương Giang, hiện mình là sinh viên năm cuối của khoa ngữ văn báo chí. Xin chào, mình tên là Kim Ngân, mình đến từ khoa Đông Phương. Xin chào, tôi là Khánh Trân, tôi là sinh viên năm tư của khoa Đông Phương học. Và chúng tôi đến đây với phương châm là hát, hát nữa, hát mãi. Và hát đến khi nào không hát nổi thì chúng tôi sẽ hét. Vâng, xin tất cả quý vị cổ vũ cho cả hai đội chơi chúng tôi. Bạn Hương Giang, bạn rất là thích hát đúng không nào? Và bây giờ thì Nguyên Vũ muốn nghe giọng dân ca của bạn. Một câu nhỏ nhỏ. Một câu nhỏ nhỏ đây. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiến Giang mình đẹp làm sao. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn đây là phần giới thiệu của đội Cơn Lốc, xin mời các bạn. Xin chào tất cả các bạn và xin chào hai MC dễ thương của chương trình, anh Nguyên Vũ và chị Yến Trang. Xin cảm ơn các bạn. Mình là thành viên đầu tiên của đội mình, tên là Thanh Hằng, còn đây là thành viên thứ hai của đội mình. Mình tên là Diễm Phương và còn đây là thành viên cuối cùng của đội mình. Mình tên là Như Thủy. Chắc là anh Nguyên Vũ và Yến Trang và các bạn ở đây cũng đang thắc mắc tại sao nhóm mình lại chọn tên là Cơn Lốc phải không nào? Bởi vì ngoài yêu âm nhạc ra thì Cơn Lốc còn có một đam mê nữa, đó chính là bóng đá. Và đội bóng mà đội nhóm Cơn Lốc chúng mình yêu thích nhất được mệnh danh là Cơn Lốc màu da cam. Và hôm nay đội mình đến đây rất mong là sẽ mang đến cho các bạn một làn gió, mà không phải, phải là một cơn lốc âm nhạc thật là tuyệt vời để chúng ta cùng cuốn bay mọi vùng phiền. Và trong chương trình ngày hôm nay, nhóm Cơn Lốc hy vọng sẽ quyết tâm giành được quyền ưu tiên nhanh như những cơn lốc. Và nhóm mình rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các bạn khán giả, đặc biệt là từ phía các ca sĩ khách mời của chúng ta, cho đội mình và đội bạn cùng chơi. Vâng, chúng ta hãy cùng chào đón đội Cơn Lốc và đội Thi. Hôm nay đội nào thắng cuộc ở vòng thứ 2 sẽ được nhận giải thưởng trị giá 3 triệu đồng, đội không thắng cuộc sẽ ra về với giải 2 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vòng 1 xin phép được bắt đầu. Vòng 1, lời gợi ý đầu tiên như sau. Đây là một ca khúc của Hoài An, nằm trong album mới nhất của ca sĩ Lê Uyên Nhi. Xin mời bạn điện tử. Bạn đã phạm luật rồi Cơn Lốc. Mời đội CKT, mời bạn điện tử. Bạn trả lời đi ạ. Vâng, đó là bài Yêu Một Người Sống Bên Một Người. Đúng rồi. Những đêm buồn nghe mưa ngoài hiên, mưa trên miên, trên tình duyên lòng dưng bao nỗi niềm. Nhớ anh tình ơi xa mùa khơi, nhìn chiều xưa em nghẹn lời, tình sâu chơi vơi. Người biết không người ơi, những lệ rơi nhạt nhòa cùng mưa tuôn khắp lối. Yêu thương bên anh khung trời nắng bao trong xanh, em tìm đâu ngày xưa úa màu. Hát lên lời ca trong màn đêm, hay tình anh bao dịu êm, bờ môi nào rất mềm. Nhớ anh nhiều hơn bao ngày qua, khi tình ta muôn trùng xa mịch mù phong ba. Lòng vỡ bơ về anh đêm từng đêm, con tim nghẹn ngào anh có biết. Xa nhau bao lâu mà biết chăng ngày sau tình đang sống. Và lời gợi tiếp theo như sau. Đây là một sáng tác bắt đầu bằng từ sẽ. Xin mời bạn điện tử. Yêu CKT sẽ có một ngày. Đúng rồi. Đúng
nhớ đến bao ngày tháng qua, yêu thương sao thật mong manh. Vì em luôn mong bước tiếp con đường đã chọn, em tôi thật nhiều niềm tin. Dẫu biết rằng có những đổi thay, sao trong lòng còn hoài nhớ thương. Biết bây giờ em đã mãi xa, mong một lần được nhìn thấy em. Đến một ngày em sẽ hiểu ra thương cho tình ơi. Sẽ có một ngày em mong anh quay về, sẽ có một ngày em thương nhớ anh. Sẽ có một ngày khi vơi hết hy vọng, sẽ có một ngày em mong anh nắm tay. Dẫu biết cuộc đời không như ta mong đợi, dẫu biết một thời em yêu trong nghĩ suy, dẫu biết tình người cho ta quá hững hờ, cứ thế mà lòng ta vẫn mãi yêu em. Xin cảm ơn ca sĩ Liêu. Và lời gợi ý tiếp theo như sau. Ca khúc cũng là chủ đề một album của ca sĩ Lê Dũng. Xin mời bạn điện tử. Anh Cân Lốc. Dạ sư thầy, là bài Niềm Tin Tình Yêu. Chưa đúng, chưa đúng. Tên bài hát có 3 từ. Đúng vậy. À, tôi không tin. Không không không, ở đây là cái gì bạn? Con Tim Tình Yêu. Con Tim. Thời gian đã hết rồi, mời CKT. Đó là bài Trái Tim Hồng. Đúng rồi. Quên đi em là nỗi nhớ mong từng đêm. Đêm bên anh rồi ta dìu nhau đi suốt con đường tình yêu. Phút lần đầu gặp em, anh thấy vết thương đau trong mắt em. Con đường đời dài ta bước không hết, hỏi sao lại níu lấy chuyện không vui. Em yêu ơi, sao không bước qua nỗi xót xa của chuyện tình xưa. Nếu mà được, anh xin gánh hết sự đắng cay trên vai anh. Trái tim nụ hồng anh xin hiến dâng cho em dưới ấm. Khi đêm tuyết rơi bao quanh thấu xương thân em gầy, đôi tay tôi dơ anh xin ôm lấy em. Gạt từng giọt lệ trên má em biến hóa thành nụ cười trên môi. Đêm qua ngồi chờ ngoài bên hiên, lắng nghe lời em than van, cậu xin mong tình xưa trở về bên em. Tiếng khóc vang đồng thấu tim anh, mong sao anh có thể xóa tan ơn vì em. Đời anh chẳng yêu, không thể yêu ai, ngủ vùi trong nỗi đời mong. Ô hay trái tim đã già. Mời thành viên tiếp theo. Lời gợi ý như sau. Một lần khi đã bắt đầu. Dành quyền trả lời ạ. Mời ca sĩ. Một lần khi đã lầm lỡ. Dạ bài này là Trở Về Trong Những Nỗi Đau ạ. Xin chúc mừng bạn. Nhưng khi đã lầm lỡ, phần vội tình yêu của em là lòng anh nhói đau. Khi thấy em luôn im lặng, hỡi em hãy trách móc anh thật nhiều. Hãy cho trái tim anh biết em luôn cần anh. Vì sao em mãi như thế, chẳng lời oan trên thăng không. Chỉ một mình ôm nỗi đau, cầm nín dư trong tim mình. Những đêm nước mắt rơi thật nhiều, có hay chính anh cũng khóc trong đêm vì em. Làm sao ta quay lại nhé, khi đêm bên nhau hai em. Để rồi ta sẽ tìm thấy những yêu
đội Cơn Lốc ghi được 80 điểm. Đội CKT ghi được 100 điểm. Thưa quý vị và các bạn, vòng đặc biệt xin phép được bắt đầu. Và bài hát đầu tiên thì các bạn phải hát đúng một đoạn. Xin mời. Bài hát được mang tên Tìm Đâu. Quên đi bao yêu thương ta trao nhau hôm nào, mà giờ đây chỉ còn lại mình. Anh vẫn đi tìm tình yêu ngọt ngào giờ đã xa. Quên đi bao yêu thương ta trao nhau hôm nào, để giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ nơi đây. Từng chiều lặng thầm nhìn lá rơi. Và bài hát thứ hai các bạn phải hát đúng hai đoạn bài hát mang tên Dấu Yêu Ơi. Xin mời. Khi tình yêu vượt bay như cánh chim, cho sầu thương dùng rơi trong trái tim. Bao ngày qua lòng em luôn nhớ mong vườn trời xa, người yêu ơi biết không? Xin thời gian đừng mang đi mối tình đầu tiên, xin bình minh dù đi bóng đường tình yêu, xin tình yêu đừng giống như chim bao cuộc từng chim bao hứa muốn. Ơi mau về đây bên tôi, lúc tan tôi tôi chỉ cần anh thôi. Dấu yêu ơi xin đừng hỏi xa xôi, hát năm trôi anh làm tội hơn tôi. Và bài hát cuối cùng các bạn phải hát đúng ba đoạn bài hát mang tên Tình Thơ. Xin mời. Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Thì niềm đau. Vậy là bạn đã hát không đúng bài hát này rồi. Và bài hát tiếp theo bạn phải hát đúng ba đoạn bài hát mang tên Chờ. Chờ đợi một ngày tình yêu em đến, sẽ xóa hết trong ta muộn phiền. Mà giữa người thì đâu hay đi, vẫn mất duy tư từng ngày. Chỉ còn một ca khúc cuối cùng mà thôi. Ca khúc này cũng hát ba đoạn. Ca khúc mang tên Anh Đã Yêu Không Thật Lòng. Chưa gặp anh em cứ nuôi hy vọng một người cho em tình yêu không dối gian trong lòng. Và các bạn trong vòng đặc biệt chỉ hát đúng được hai ca khúc mà thôi, cho nên là các bạn sẽ có giải thưởng trị giá 4 triệu đồng. Chương trình Tháng Bốn Ngôi Sao do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Tôi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn hai đội chơi và các ca sĩ khách mời. Và xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ nhãn hiệu Easy. Hẹn gặp lại vào chương trình Tháng Bốn Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.